Xin kính chào quý vị. Hôm nay em tiếp tục gửi đến quý vị với một clip khui hàng của hai đôi loa một lúc luôn. Hai đôi loa này em sẽ báo giá cùng một lúc luôn. Cái thứ nhất là đôi loa đồng trục Cora. Đôi này, đồng trục Cora có giá là 12 triệu 9. Giới thiệu nhanh đã. Chiều ngang 50, chiều sâu 40, chiều cao chắc nó phải 90. Giới thiệu nhanh. Đây là đôi phía trong này, cái e căng. Đây. Đôi này em lột ra chút nữa cho quý vị xem. Tiếp tục với lại đôi thứ hai, là đôi loa này là đôi thứ hai, là đôi loa độc dị. Phải nói là nó xếp vào dòng loa độc dị, loa Mỹ độc dị. Hầu như là chả gặp bao giờ, em chả gặp bao giờ. Đôi loa này lại thích, rất là thích hợp. Đôi loa này giá 7 triệu 9 nhé. Con này từ ngược bát 25 hàng USA. Giá 7 triệu 9. Và báo cáo với bác là đôi loa này rất thích hợp cho các gia đình có phòng khách vừa nhỏ. Nó không phải là vì bát nó đánh nhỏ, mà nó thiết kế được cái thân về phía sau này, nó hợp lý để các bác ép vào tường, nó rất gọn. Nhiều nhà là gia đình là treo tivi, dán tivi, thì bởi vì để tránh cái đặt kệ tủ để nó chiếm mất diện tích. Thì đây là những con đôi loại lý tưởng cho quý vị. Ngoài lý tưởng ra thì nó rất là độc dị rồi. Đấy nhá, rất là độc dị. Đấy. Còn đôi loa Electro Void này thì đã có khách hàng lấy rồi, gạch rồi. Gạch rồi, nhưng mà em không muốn quay nữa. Chưa. Đấy. Còn tiếp tục nữa là đôi loa đồng trục Bát 40. Đây là đôi Utas Bát 40. Bát 40 hoặc 39 như đây. Đấy. Giá 22 triệu đôi loa đồng trục này. Sau đây mời các bác đến với lại giới thiệu chi tiết của đôi loa giá, đôi loa độc dị này. Ở đây, về hình thức phía trước của loa đây. Hình thức phía trước của loa rất là đẹp. Phía sau giấy ép rất là chắc chắn. Sau đây em sẽ đo cái kích thước cho các bác này. Về cái kích thước của loa nhé, thì chút nữa giới thiệu sau. Giới thiệu vào cái này cho nó thích nữa. Đây, đây là một đôi loa thiết kế từ ngược. Từ ngược có nghĩa là nam châm ngược. Đây là mặt loa quay ra, nhưng mà củ nam châm nó nằm ở đây. Ngược từ thế mới là ngược đời. Em chưa gặp bao giờ. Con này bát 25. Từ nằm đây, từ ngược. Con này quay ra mà. Đây, úp lại thì các bác nhìn ở phía sau. Nhìn một đôi loa rất là lạ. Đấy là phía trước, các bác vừa nhìn thấy ở phía trước rồi nhá. Rất là lạ đời, chưa nhìn thấy bao giờ. Đây, chưa nhìn thấy. Và phía sau của em nó đây. Đây, đây là phía sau. Phía sau của em nó, đây, từ côn nó nằm vào đây. Côn nằm vào đây, thế mới là lạ. Rất là lạ, rất lạ chứ không phải là lạ nữa. Em chưa gặp đôi loa này bao giờ. Chưa gặp bao giờ luôn. Chưa gặp đôi loa này bao giờ luôn. Đấy, được chưa? Con này là màng giấy, gân vải, xếp, gân xếp. Được chưa? Tiếp tục là với lại con chung. Chung từ Anico. Tép cũng từ Anico. Từ Anico thì nó rất là nổi tiếng trên kênh các bác nghe rồi. Dòng từ Anico này độ nhạy là rất cao. Ghép âm ly cũng cực kỳ dễ. Còn bát chung này 18. Nha. Được chưa? Quá là chất. Với 7 triệu 9 thì em nói, phải nói luôn là nó là một trong những đôi loa vừa chất vừa ngất luôn. Vừa rẻ, nhưng mà hàng ngoài chơi ra thì các bác cần trưng bày và những mặt hàng không thể kiếm được trên thị trường. Đó, đấy. Cái đấy. Nhìn chưa? Hàng nó phải độc dị, nó phải thích. Chơi thế nó mới chất. Chất âm. Dòng Mỹ lo Mỹ thì nói để kể chất âm bản không hay thì không bao giờ không có. Không bao giờ có các bạn. Ít lắm, không có chuyện đấy đâu. Họ thiết kế ra. Đấy. Chính vì cái từ ngược này để nó làm cho cái thân của cô đô loa này nó mỏng bớt đi, để nó đỡ chiếm diện tích cho những căn phòng rất là nhỏ. Nếu như cái con từ này nó nằm ra phía sau thì nó sẽ phải lồi loa tận đây mất rồi. Nó lồi loa ra gấp đôi cái quãng diện tích này, thì thành ra cái thùng nó phải có, cái thùng nó không bao giờ nó thấp được tầm này, nó phải lên tầm cao đến 10 phân nữa. Đấy, thế thì họ thiết kế cái từ ngược, con từ ngược luôn. Đấy, được chưa? Và giá của đôi loa này có giá là 7 triệu 9. 7 triệu 9. Sau đây em sẽ đo cái kích thước của loa cho quý vị nhé. 7 triệu 9 này. Kích thước của loa em kéo này. Kích thước này. Chiều ngang của loa đến đây.
chiều ngang của loa 50,05 phân, chưa được 51 phân, 50,05. Đây 50,05 chưa. Chiều cao của loa 66 phân. Ra ra 66 phân. Chiều sâu của loa, đấy cái chiều này nó không tốn diện tích cho các bác nhé. Chiều này là 13 phân. 13 phân. Và nó thiết kế cái lỗ thoát ở đây, thoát hơi này, lỗ thoát hơi. Lỗ thoát hơi nó ống nó lại bẻ cong ngược lên trên nóc chứ nó không hất từ bát này. Nên khi nó xử lý cái chất âm hơi này, nó sẽ ra đây. Yeah. Đấy, giá 7 triệu 9, hàng kịch độc luôn. Nào, không thể đụng hàng được. Ê căng rất là đẹp luôn. Ê căng cực kỳ đẹp các bác nhé. Giá 7 triệu 9. Bác nào có nhu cầu alo. Ở đấy. Tiếp tục sang đến đôi loa đây nữa là đôi loa Cora. Đôi loa Cora này thì các bác đợi em chút, em đặt cái tấm giấy lên trên này để cho đôi loa Cora nó nằm lên trên. Giới thiệu nó sẽ dễ hơn. Đây đây. Niêm lót này vào. Tránh nó xước, nó tránh nó xước cái mặt. Mặt thùng. Hay. Từ từ đợi em chút, nó hơi nặng. Đấy. Đây là đôi loa Cora 10CX50 20W 16 ohm. Tất cả các dòng loa đồng trục, không có con loa nào watt cao cả. Nhá, nó chỉ mấy chục watt, kể cả bát 40 cũng có mấy chục watt. Đây. Được chưa? Đây là con loa đồng trục. Quý vị nhìn côn nó này, dây còn zin đét luôn, hết nhé. Zin đét hết. Và quên báo giá luôn. Giá của em nó là 12 triệu 9. Với mức 12 triệu 9 đôi loa này, đôi hôm nay em khui cho quý vị nhìn cho quý vị xem chất nó như thế nào. Nhiều lúc các bác là cứ nhìn lướt bỏ qua hàng đỉnh, hàng chất ở đây thì không nghe, ngất ở đây thì không nghe. Đấy, được chưa? Đôi này cho chất bát cực kỳ là mềm. Con này gân vải tẩm dầu nhưng gân lõm. Nhá, các bác nghe này. Đấy, chỉ cần màng giấy gõ cái tiếng âm này. Cái tiếng âm phát ra từ cái gõ tay này các bác biết là cái bát nó như thế nào. Có thật, nó là kinh nghiệm, bác chỉ cần gõ này các bác biết bát như thế nào. Chất bát rất là ấm, chất ấm. Con này là bát 25. Ở phía giữa của nó là con loa đồng trục, được chưa? Là con tép đồng trục. Này, tép đồng trục và con nó cũng có con logo Cora. Này, Cora đây. Cora. Đấy. Tất cả các giải nó chỉ cần xử lý trong một con loa này rồi. Thế thôi. Tất cả giải nó xử lý trong này hết, không cần phải nhiều loa. Nó xử lý nằm trọn ở trong này rồi. Đấy. Chính vì thế nên là em thời gian gần đây em bán hàng em thấy các cựu sư phụ chơi âm thanh là toàn đồng trục mới toàn giải. Đi đồng trục mới toàn giải. Đấy. Đấy. Được chưa? Về chiều sâu này của nó tầm khoảng 18 phân. Bát thì 25 rồi, chắc chắn rồi, không nói rồi. Chiều sâu của cái đáy này để em kéo ra. Em kéo chiều sâu cho các bác xem nhé. Chiều sâu của đáy loa này. Chiều sâu của đáy loa 18,5 phân. 18,5 phân các bạn. Không ít. Và đây, đây là cái mặt e căng đằng trước của nó. E căng trước. Em sẽ đo kích thước của loa cho quý vị. Đo kích thước của thùng loa nhé. Kích thước thùng loa, đôi loa Cora cho quý vị. Chiều ngang của em nó là 48,8 phân. Chiều ngang 48,8 phân. Chiều sâu 38 phân. Và chiều cao đây. Thùng này rất là khủng. Đó. Chiều cao là 78,5 phân. Chiều cao 78 phân đi. Chiều cao của nó 78 phân. Đó, và em nó có giá là 12 triệu 900. Đây. Em nó có giá là 12 triệu 900. 12 triệu 900. Bác nào có nhu cầu thì alo đến số điện thoại là 0911 169 961. Em chuyển hàng toàn quốc. Được chưa? Thùng ngoách loa rất là đẹp luôn. Đẹp. Cực kỳ là đẹp. Đây, bông thủy tinh ở trong này. Cái bông này nó xử lý bông thủy tinh này rất là tốt thật, nó chống cả cháy luôn được. Nhưng mà quý vị đừng có hít vào mũi, nó rất là độc. Nó cực kỳ độc luôn. Cực kỳ độc đấy. Chưa. Đấy. Em là kết nhất con bát ngược này. Cực kỳ kết con bát ngược này luôn.
Rồng chất ngất luôn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị nào có nhu cầu thì alo đến số điện thoại là 0911 169 961.